Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, tàu ngầm hạt nhân tấn công đa năng USS Florida, SSGN 728 của Hải quân Hoa Kỳ đã được triển khai tới Vịnh Ba Tư. Mục tiêu chính của động thái này là để kiềm chế sự ảnh hưởng của Iran trong khu vực, đặc biệt trong thời điểm xung đột giữa Israel và Hamas ngày càng tăng. USS Florida, một trong bốn tàu ngầm thuộc lớp Ohio, có trọng lượng lên đến gần 19.000 tấn và được biết đến như một tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Ban đầu được thiết kế như một tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo, SSBN, nó đã được cải tiến để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, bao gồm cả việc tấn công tên lửa. Tàu ngầm này được trang bị 154 tên lửa hành trình Tomahawk, thay thế cho các ống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa. USS Florida cũng nổi bật với khả năng chứa 66 binh sĩ lực lượng đặc biệt, cùng với cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động lặn và tấn công. Các ống phóng đã được cải tiến để phóng loại tên lửa hành trình UGM-109E Tomahawk TLAM Block 4, tăng cường khả năng tấn công mặt đất từ dưới nước. Sự hiện diện của USS Florida ở Vịnh Ba Tư không chỉ là một bước đi chiến lược mà còn phản ánh sự linh hoạt và sức mạnh của Hải quân Mỹ trong việc đối phó với các thách thức an ninh khu vực.